Chúng ta được tiếp nhận Phật pháp. Đại lão Thượng Tịnh Không ngài nói rằng Phật pháp là nền giáo dục chí thiện, còn gọi là trí tuệ. Nên mỗi một con người được tiếp nhận Phật pháp của chúng ta, chúng ta phải có một cái đức tin chánh tín, đừng nên đi vào cái đức tin mê tín mù quáng. Nên mỗi một người chúng ta sống trong cái cõi đời này có rất nhiều việc mà bản thân mình đừng nên tùy tiện tin người bằng một cách mù quáng. Nên mới nói rằng là Phật pháp là một nền giáo dục trí tuệ, giúp cho con người có trí tuệ, thông minh, sáng suốt. Thí dụ như mình là Phật tử, cùng đi tu hành, quen biết Phật tử, từ nam với nam, nữ với nữ, mình đừng có dội vàng, mình tin tưởng cái chuyện đã đi tu chung mà dính dáng cái chuyện mượn tiền bạc, đừng có đụng vô. Tại vì một người mới vừa biết mình, thí dụ như một người nam, họ vừa biết mình, họ nói chuyện ngon ngọt với mình, họ mượn tiền mình, có người mình rất dễ mù quáng, bị người ta bỏ nhỏ vào lỗ tai, đưa tiền cho người ta mượn bằng một cách mù quáng. Thí dụ như mình là một người phụ nữ không có sắc đẹp, mà một người đàn ông nói chuyện ngọt ngào coi được, mà họ lại thích mình. Mình phải soi gương lại bản thân mình. Vì sao họ dễ thích mình như vậy? Họ dễ nói chuyện như là ngon ngọt với mình như vậy. Và họ đến với mình làm cho mình vui. Khi làm cho mình vui xong rồi họ lại mượn chác tiền bạc. Bản thân mình lại mù quáng trong chỗ đó, rồi kiếm tiền bạc đưa cho người ta, rồi cuối cùng bị người ta bỏ rơi. Có miệng cũng như câm, không nói lên lời. Nếu đổ bể ra thì gia đình tan nát, còn không nói thì ấm ức tức tối. Hiểu thấy không? Đó gọi là một đức tin mù quáng, thiếu trí tuệ. Còn thí dụ như trong chùa chiền, mình làm bất cứ một cái việc gì, dù quý vị xin những đức hay xin hòa thượng, mình làm cái Phật sự gì trong chùa, mình phải nêu lên: à, con làm như vậy như vậy, số tiền nó cũng lớn lắm á thầy, thấy phù hợp hay không? Mình nêu lên cho rõ ràng để mình làm. Quý vị nói con người đến chùa ai cũng là người chân thật, người đúng đắn hết rồi. Chưa chắc đâu quý vị. Quý vị biết rằng có những người nhận đức thấy rõ ràng nương vào cửa chùa để họ kiếm giác tiền bạc, có không? Nhân đức đi tu mười mấy năm nay nhân đức thấy nhiều quá quý vị. Mà tất cả những người này không bao giờ tồn tại đâu, 100% không bao giờ tồn tại. Nên mình làm việc gì cũng vậy, mình hỏi cho rõ ràng. Chứ mình không phải là một cái đức tin mù quáng. Dù như mình đi đến đây, mình quá thích tới đây, mình quá thích rồi, tự nhiên mình thành mù quáng. Ví dụ như việc trong chùa này, những đức làm bao nhiêu việc, những đức lo. Có những việc cực kỳ cần thiết luôn, mình cúng một cái gì, nói rõ những đức biết, báo cho những đức biết rõ ràng, để những đức thấy cái việc này cần làm hay không, nó cần làm quan trọng hay không. Ví dụ như mình bỏ một số tiền rất lớn mà mình đặt vào một cái chỗ nó không cần quan trọng quá, người lãnh đạo người ta nhìn ra, người ta điều tiết. Mình cũng bỏ ra được số tiền đó, mình làm được cái này, mình làm được cái này, mình làm được cái này, thì nó lợi ích quá lớn. Còn mình mù quáng, mình nghĩ rằng tiền nhiều thầy không cho mình làm. Cái không cho mình làm đó là cái nó không cần thiết. Nên những Phật tử, những đức hướng dẫn, những đức thấy, nhất là phái nữ, họ rất là dễ mù quáng. Cái đức tin của họ, có nhiều người họ mù quáng vô cùng.
Nhưng Đức nhắc cái chuyện mà đi đến chùa mà quen nhau, biết nhau mà nói gì cái chuyện mượn tiền bạc là từ xưa giờ Đức nhắc rất nhiều lần. Từ người trong chùa thường trụ, cả quý thầy luôn mà những Đức nói rằng hỏi tiền bạc quý vị cũng là cái điều không đúng đắn ở trong chùa mình rồi, không chỉ là một người bình thường khác. Nên mấy cái bà Phật tử mà đi về chùa mà nói rằng là người nam mượn tiền đồ này kia mà này kia mà nói mà báo tin nhắn đồ này là như Đức mắng vô mặt, biến khỏi chùa luôn, đừng đến đây nữa. Nhưng Đức nhắc không biết bao nhiêu lần mà nói, không khéo gia đình nó nói, người ta biết được, nó mất tính tâm bạc pháp. Nhưng Đức nhắc rất nhiều lần về cái việc này. Nên từ nơi đó mà mình đi về chùa, mình quen với ai, bạn bè gì cũng gì, vừa biết nhau mà tiện bề dễ hỏi về tiền bạc là việc này không đúng. Ví dụ như có những Phật tử, những Đức biết họ thời gian rất là lâu, những Đức không cần suy nghĩ đến nhiều về chuyện đó, nhưng mà đó chuyện cá nhân nhìn nhận. Còn thí dụ như mà những người mới biết nhau, bèo nước gặp nhau ở đâu trên trời dưới đất, những Đức nói một câu, những Đức giảng rất nhiều lần, những Đức nói đừng có nói là người quen gì của những Đức, người thân gì của những Đức. Chuyện này những Đức không có nói tới, cái chuyện này không bao giờ nói tới luôn đó quý vị. Những Đức nói với quý vị nghe chứ, ví dụ như Đức coi chùa chuyện đây, những Đức sắp xếp rất nhiều việc, đừng có nói là cháu gì, người thân gì của những Đức, mà nói đi đến chùa mà dám hỗn ẩu một tiếng với ai là trước nhất những Đức xử lý người thân như Đức trước nhất. Chỉ cần dám hỗn với người khác là những Đức xử lý người thân như Đức trước nhất. Tại vì sao? Họ là người thân của mình mà họ làm gì, mình không sắp xếp họ thì người trong chùa này ai phục mình? Thí dụ như quý vị là chủ trì một ngôi chùa mà con cháu quý vị hỗn ẩu với người ta, quý vị để được không? Không bao giờ được đâu quý vị. Vì để là bị hại họ, vì thương họ là quý vị đang hại họ. Vì sao? Vì cái thương của mình mà không có góc độ nhìn, nó hỗn ẩu quá, không có để nó ở trong ngôi tam bảo được. Mấy cái đứa đó là phải dẹp, vậy thì mình mới lãnh đạo được đại chúng. Nên Như Đức nói rằng người thân Như Đức đi đến chùa là im điềm mà lo tu. Những gì người ta làm là họ phải làm công quả, công phu. Chứ không có chuyện nói rằng người thân đi đến chùa tùy tiện, hỗn ẩu hoặc là gai vẽ này, gai vẽ kia mà Như Đức binh, không có đó quý vị. Cái gì rõ ràng đàng hoàng chứ, phải gì mới được. Nên từ nơi đó mà đừng có nói là quen biết những Đức hay người thân gì, không có đâu nghe quý vị, không bao giờ dính vô cái chuyện này đâu nghe. Nên những Đức nói chú Tâm Viên cầm điện thoại này kia rồi tuyệt đối không có muốn nghe những cái tin ở ngoài, tin này tin kia không cần thiết. Còn Phật tử như Đức nhắc nhở rất là kỹ, thí dụ như mình hộ trì tam bảo đồ này kia, những Đức rất là quý trọng quý vị, nhưng mình phải có góc độ sáng suốt thông minh. Mình đi đến chỗ đông người, mình quen biết bạn bè, mình là người học Phật là học trí tính, chứ không phải mê tín đâu, không phải mù quáng đâu. Mình làm việc Phật sự mình phải từ tốn chứ đâu phải là mình giỏi giang. Ngày xưa có một cô cũng muốn cúng dường một bộ tượng Phật cho chùa 3 tỷ bạc nữa thôi được không? Bộ tượng Phật trong chánh điện dưới những Đức thỉnh có 100 mấy chục triệu. Tu bao nhiêu năm nay tượng Phật đẹp vậy? Cái tu được chung chung là được. Ở đây mà những Đức quý vị biết rằng lo cho chúng 1,000 mấy trăm người. Mỗi tháng những Đức phải gỡ tiền đưa cho Hòa Thượng để mà cùng chúng tái Hòa Thượng xây chùa. Lo biết bao nhiêu mà nói chứ. Nên cái số tiền mà nhiều quá là mình biết phân tán ra để mình làm việc cho tam bảo nó lợi ích. Có một lần cái dàn lo người ta báo số tiền 1 tỷ mấy, có người cúng luôn, thì những Đức bàn với hai vợ chồng, những Đức nói những Đức thấy nhiều tiền quá, thôi bây giờ cái số tiền này cũng có mua lo, nhưng những Đức sẽ làm thêm cái đó gì chia ra. Chứ mình dồn vô tự nhiên cái mình mua cái dàn lo nhiều tiền quá, những Đức thấy số tiền lớn quá. Nên mình làm cái gì quý vị biết, nó lợi ích, nó phù hợp, thì tự nhiên nó có kết quả rất là lớn. Chứ không phải quý vị nói rằng đi đến ngôi tam bảo thì bỏ số tiền nhiều làm cái đó, vậy là công đức vô lượng. Quý vị phải nhớ rằng
Cái quan trọng là tu hành lợi ích cho chúng sanh xác thực, lợi ích cho chúng sanh xác thực nó mới là kết quả thù thắng. Nên những đức nhắc quý vị đừng có dội vàng tin tưởng ai chứ. Cái gì mình từ tốn vẫn là hay nhất. Đó là những điều những đức nhắc nhở. Có những Phật tử đi về chùa tu học mà gặp người ta nói chuyện ngọt dịu, mượn tiền giùm cho người ta, đấy bảo không đó. Mấy cái chuyện đó mà gặp những đức mà nói, cái chuyện những đức mắng vô mặt thêm. Chứ những đức mà nói mà khuyên, thôi dẹp đi. Tôi nói khô cuốn họng, tôi nhắc nhở quá trời luôn mà còn mù quá. Nên thí dụ như mình là một người phụ nữ đi, dù có xa chồng hay thiếu tình cảm đi chăng nữa, con người mình cũng phải nhìn nhận. Chứ nếu gặp một người đàn ông mà nó sở khanh, người đàn ông mà nó thiếu góc độ, dựa vào người đàn bà để kiếm chác, chúng ta kiếm người đàn ông đó làm chi vậy? Dù có thiếu cỡ nào đi chăng nữa cũng không cần, hiểu chưa? Nó, nên đó là cái điều mình, con người sống trong cuộc đời này mình phải có góc độ sâu sắc. Nên những đức nói rằng mình là người đàn ông mà dụ dỗ người phụ nữ để kiếm tiền bạc, hàng lắm, rất là hàng. Vậy là đôi tay mình tàn phế, khói ốc mình tàn phế, mình mới làm điều đó. Cái gì nó cũng có định lực nhân quả, nhưng hướng người nói người thì phải càng nói để người, mọi người nên nhận thức cho sâu sắc. Nên mình đi về chùa nghe ông thầy ông giảng vui quá, vui đến mức khờ luôn. Nên mình làm gì mình báo cho ông thầy biết đàng hoàng, để ông chỉ điểm giùm cho. Ta làm Phật sự trong chùa nhiều quá, ta kinh nghiệm. Còn những người mà ta làm mà ta lấy tiền này kia đồ, là họ đang kiếm tiền. Đã là kiếm tiền thì họ có người mình phải chừng mực với họ chứ. Con người ta kiếm tiền mà. Nên cái gì mình cũng phải từ tốt, đó mới là người khôn khéo, người có trí tuệ. Nên như Đức nói chú Tâm Nhiên, mỗi ngày cầm điện thoại đừng có đi nạp đủ thứ loại để đưa những Đức. Nên phải nhận thức cho sâu sắc. Cái gì trước thời hạn mình báo, chứ đừng có để chuyện đã rồi. Giải quyết vấn đề khó lắm. Nên mọi Phật tử nghe những Đức nói rất rõ ràng. Mình là người học đạo phải có trí tuệ nghe quý vị. Học đạo phải có trí tuệ đó. Đối với người xuất gia đi chăng nữa, quý vị nói có gạt người không? Làm gì cũng có. Nên mình đi tu gì nữa, cái góc độ mình phải nhìn nhận sâu sắc. Cả một ông thầy trẻ luôn, nó tự nhiên xin điện thoại, mình điện thoại nói chuyện ngọt dịu rồi xin tiền. Cái việc này là mình cắt đứt của mối quan hệ, qua lại liền, không nói dòng do chứ. Cái này là không có đường, là không đúng à. Không đúng à. Người tu hành, Phật nói là người tu là đại phước báo. Mình biết người ta mà nói chuyện ngọt dịu xong mình đi xin tiền người ta là sao? Còn thí dụ như mình gặp một người đi tu mà nói chuyện rất ngọt ngào, quen biết rất nhiều phái nữ, rồi chơi thời gian là đổi tới người khác, người khác cũng dường thời gian cái đổi người khác, người khác. Nói mà người này thôi mình nhìn bộ mặt thẳng, người bộ mặt chính của người này liền, mình nhìn ra liền. Tại vì mình thiếu góc độ trí tuệ, mù quáng. Qua lời nói ngọt dịu là dễ mù quáng. Nhưng Đức nói thiệt quý vị biết chứ, nói chuyện là để cho người khác vui rồi người ta tu rồi. Chứ những Đức nói mà nói dùng miệng lưỡi mà để gạt người thì việc này không cần thiết. Tại vì sao? Này không cần thiết. Đến cuộc đời này sanh không mang đến, chết không mang đi. Ngu sửng gì làm những việc đó. Nên những Đức làm việc với ai, những Đức thấy nhiều người ngoài đời cái góc độ của họ kiếm tiền chậm. Mình học Phật mình nó thấy rõ ràng. Lúc trước có một chú này đóng mấy cái giường cho chùa. Những Đức nói rằng chú đóng được thì những Đức sẽ tiếp tục kêu cho chú đóng. Những Đức nói câu đó là câu người ta thòng, được phù hợp thì người ta tiếp tục, người ta làm hoài. Nên mình làm từ từ. Thấy làm cho chùa được quá, tự nhiên cái lôi ra làm đóng. Kêu tứ tung lang tang ta làm hư tùm lum tùm la chứ mất uy tín. Mà những Đức đâu có nói là tôi làm luôn đâu. Làm cho một ề ra, những Đức lấy xong trước từng những Đức báo. Những Đức nghĩ lấy, đủ. Thì tự nhiên theo kèo nèo. Thầy ơi nhiều quá con bán không được thầy ơi. Những Đức nói người kinh doanh làm ăn làm đàn ông mà vậy là những Đức nói không đúng. Người đàn ông mà nói chuyện dòng gió tam quát nhầy là thua.
Quý vị để ý, người đàn ông mà vậy là thua. Người đàn ông mà đối với là công việc làm ăn này kia đâu mà lè nhầy là biết không, người này không được. Không chưa? Dứt. Nên Phật tử á, nhớ nè. Thí dụ như trưởng đoàn dẫn mình đi tu gì, mình đi là nhờ người ta dẫn. Mình học với ông thầy mình phải có góc độ. Chứ không phải là trưởng đoàn dẫn mình đi rồi người ta dẫn đâu sao. Ta nói sao mình nghe vậy, không phải đó quý vị à. Mù quáng quá. Sự học tập là cái trí tuệ. Trưởng đoàn dẫn đi mình biết ơn. Nếu trưởng đoàn này dẫn đi mà cứ nghiêm túc vị tu thì mình theo. Còn nếu trưởng đoàn dẫn đi tùm lum tùm la hoặc nói nó cách này cách nọ, mình không tùy tiện nghe được. Không thể nào nghe một phía được, hiểu chưa? Người vậy mới là trí tuệ. Duy trì được huệ mạng của mình. Như Đức làm việc gì cũng vậy, cái gì cũng rất rõ ràng. Ví dụ như cái đó mình nói tôi đặt 50 cái là tôi sẽ trả tiền 50 cái. Tôi đặt 100 cái giường rồi tôi trả 100 cái giường. Còn cái những cái mà tôi nói tôi chưa có đặt thì cái này là làm sao bắt tôi trả tiền được, hiểu không? Nên mình làm việc rất rõ ràng, mình là người tu nhưng mà từ bi phải có trí tuệ chứ. Đó. Nên cái chuyện làm ăn đừng có vội vàng gấp gáp. Mình làm sao mà cái chất lượng nó vẫn quan trọng, cả chùa chiền gì. Mình hướng dẫn người ta gì, nó phải chất lượng. Mình nêu cái việc thiện, việc tốt lên gì để tùy duyên mỗi người làm. Mà khi làm số tiền nhiều mình phải báo cho ông thầy biết. Để ông chỉ điểm mình chỗ nào phù hợp để mình làm. Vì cái kết quả của đồng tiền bỏ ra nó lợi ích lớn dữ lắm. Hiểu không? Phật tử khắp nên mình nghe gì đi. Dù vì tu không tu gì nghe nó cũng có kết quả. Đến chùa này không đến chùa này vì cũng có kết quả. Chứ không phải là mình học đạo là mình mù quáng. Có một cô Phật tử, cô học đạo, cô theo một vị này mười mấy năm. Cô nói với nhiều người, cô nói một câu: tôi gần gũi về này tôi học được cái gì? Gạt người. Nhưng Đức nói: ủa sao cô biết đó là gạt người, tại sao cô còn lao đầu theo? Đã mù quáng rồi còn mở miệng úp sùm. Đã là mù quáng rồi thì còn đi mở miệng hoài chứ. Thà mình biết mình mù quáng thì mình im điềm luôn đi. Mình mê muội thì mình theo luôn. Đừng nên nói rồi mà còn lao đầu theo để bị người ta cười chế. Mình đã biết rằng nó không có kết quả gì. Một người đàn ông mà nói chuyện ngọt dịu, thí dụ như một người đàn ông đi mà họ nói chuyện ngọt dịu mình, họ mượn tiền. Họ mượn tiền xong họ nói chuyện ngọt dịu với mình thì vịt tiền. Người đàn ông này xài không được. Người đàn ông là nó có một cái chừng mực của đàn ông. Cái gì thẳng thắn mạnh mẽ, cái gì đúng thì thôi. Còn cái gì mà nói gạt người, dụ dỗ người mà để trục lợi thì thôi, thua. Mình chỉ không có bản lãnh. Nhất là đàn ông mà gạt phụ nữ là thua. Người đàn ông này mình không có nên chơi người đàn ông này được. Tại họ gạt phụ nữ. Gạt mấy bà đàn bà giá đâu, mấy bà mà thiếu tình cảm thôi, thua. Người đàn ông đó thua. Thí dụ như người mà đàn ông mình ngoài đời, mình thương yêu người ta, mình cho vật chất người ta, người ta cho tình cảm mình, cái điều đó thì nó cũng còn có thể. Còn kiểu là mình lừa tình, lừa tiền thì người đàn ông này hết dùng. Đó là người đàn ông không dùng được. Cả mình chơi bạn mà bạn mình gì cũng dứt luôn, không có bạn gì. Đó là góc độ sáng suốt. Nên mình đi học đạo là mình học trí tuệ. Học trí tuệ, học có góc độ, học sáng suốt. Không phải học mù quáng đâu quý vị. Không phải là người ta nói chuyện mình mê muội quá rồi cái gì mình cũng lao đầu theo, không phải đâu. Mình phải cân bằng, mình phải nhận thức đúng sai. Vì thế mình học đạo mới là chánh tích, chứ không phải là mù quáng mê tích. Như cô kia cúng bộ tượng Phật 3 tỷ bạc nữa thôi được rồi cô. Tượng Phật đang ở chùa đang bình thường vậy. Tưởng đâu ít ít. Nghe ông thầy kêu ông bà vẽ đó thôi được rồi, khỏi cô. Cái bàn thờ đang thờ tượng Phật gì, cái chú kia ổng làm bàn thờ, ổng nói con sẽ làm gỗ lim tốt, đặc biệt đẹp luôn. Như Đức nhìn thấy, nhìn luôn Đức nói bàn thờ nó dùng được bình thường mà. Lôi bỏ bàn thờ, dù biết rằng ta cúng dường nhưng mình phải xem lại. Quý Phật tử, nếu như mình muốn cúng dường Tam Bảo, quý vị đến gặp thầy ở thầy, con thật sự con muốn cúng dường Tam Bảo phụ trợ với thầy làm một cái việc gì đó thầy, bây giờ con cũng thích làm cái chỗ đó gì đó theo thầy thấy, góp ý kiến cho con. Nhưng Đức sẽ nói cho cô ơi, chú ơi, những Đức đang lo nhiều tiền lắm, lo nhiều việc lắm.
Hòa thượng đang xây chùa, bên đang cần cái này gì nè. Phù hợp hơn lắm cô à. Mọc lên được chỗ này nó lợi ích thù thắng lắm. Còn chỗ này nó đã có sẵn rồi, nó được rồi, chung chung thôi. Còn cái này nó càng mọc lên nè cô. Chú Như Đức chỉ cho. Đó là mình cũng cúng dường Tam Bảo, bộ sợ người ta ăn của mình sao. Đó nên mình như vậy đó, mình mới là con người thông suốt hiểu biết. Hay là mình đi đến ngôi chùa nào gì, mình thấy người ta làm Phật sự, thầy làm Phật sự, thấy nhiệt tình hết mình, thầy có tâm tu, quyết chí. À thầy, con cúng dường cho thầy, thầy đang cần làm cái đó hả thầy? Con muốn thích cúng cái đó, nhưng mà theo thầy thấy chỉ con. Ta chỉ mình. Từ nơi đó con người gì mới có góc độ sáng suốt quý vị. Nên tất cả Phật tử nghe Như Đức nói rất rõ ràng, chỉ dẫn rất nhiều lần luôn. Cái việc đi đến chùa mà nói là quen biết nhau giữa Phật tử nam, Phật tử nữ, mà chơi nhau, quen nhau, mà nói dính dáng tiền bạc, cho mượn tiền bạc, là cái chuyện này đừng có nói Như Đức nghe nữa. Nhắc bao nhiêu lần luôn. Nên người của mình nó thiếu góc độ thì mình gán chịu. Đó. Im luôn, đừng có nói vòng vo nữa. Nên từ nơi đó mà con người gì nó mới sáng suốt được. Nên chùa tượng Phật giác vàng rồi này kia, ví dụ như số tiền nhiều quá báo giùm cho những đức biết. Có những cái nó cũng đâu phải cần thiết đâu quý vị. Ví dụ nó ngay chánh diện thì nó còn làm tương đối chung chung. Còn nếu như mà nó hai vị trí những điểm không cần thiết, mình lo cái làm chi. Chùa còn lo bao nhiêu việc đang xây dựng, hòa thượng bây giờ đang khai mốc làm bao nhiêu dãy nhà, cái bị cúng đi. Mọc nhà lên bao nhiêu con người niệm Phật chứ làm Phật đó. Niệm Phật chứ làm Phật đó, chỗ đó bị cúng đi. À, những đức nội trong tháng này những đức lo quá trời luôn. Bây giờ những đức đến tháng những đức gửi tiền hòa thượng. Mấy ngày nay những đức chưa có tiền, những đức em đưa hòa thượng. Nên từ nó đó quý vị phụ những đức đi. Đó là cái điều cái gì cần thiết đó. Một cắt bạc những đức còn chưa ăn cá nhân, lo cho đại chúng không. Nên từ nó đó mình làm cái gì mình hỏi ông thầy. Nên nhớ Phật tử phải nhớ. Đi về chùa tu học mà thấy một người nào đó tự nhiên lễ 500 danh hiệu, 1000 danh hiệu, 1500 danh hiệu, 2000 danh hiệu, cái tự nhiên thấy người ta làm gì, cái là tự nhiên mượn tiền, đưa tiền mượn. Người này tu hành, người sửa đổi này. Có những người người ta làm điều đó mà người ta cũng vì tiền bạc. Cả đến chùa tu cũng vì, có khi vì tiền bạc. Nương tựa Tam Bảo cũng có khi cũng vì kiếm chác. Nên mỗi một con người nó đa dạng cái thành phần đi tu chứ. Rồng rắn lẫn lộn nó đa dạng, nhưng nên mình không có giỏi giang. Cái gì mình báo cho vị chủ trì, mình báo cho ông thầy trong chùa biết sự việc như vậy, con muốn giúp vị nó được không thầy? Mình như vậy mới là kính đạo, kính thầy. Còn mình làm mình ti tiện, gọi là mù quáng, vậy là thua. Người vậy Phật tử gì, nhưng đức thấy không có gì đặc biệt. Nên tại sao quy tắc của tôi, Phật tử về chùa tôi hướng dẫn, tôi không gần gũi ai. Tôi nói thiệt tình một câu, là người vô chùa sống với tôi là tôi với họ như một thể. Còn quý vị đi đến đây tu, Như Đức hướng dẫn xong vì về nhà muốn làm gì làm, Như Đức không biết làm sao. Nên đến thì nhiệt tình hướng dẫn thôi. Nhưng người ở bên cạnh tôi, người trong chùa, quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ, tôi với họ như một thể. Cái gì cũng nói cho nhau nghe, cái gì cũng hỏi nhau. Vì thấy như vậy nó quá đặc biệt. Còn người sống bên cạnh tôi mà tùy tiện, tôi cũng không chấp nhận được. Muốn làm gì làm. Hoặc ở trong chùa kêu gọi tiền bạc này người kia, tôi biết được là tôi không bao giờ chấp nhận đâu. Không bao giờ tôi chấp nhận điều này luôn. Nên á, quý vị nghe những đức giảng gì, Phật Pháp là nên giáo dục trí thiện, trí tuệ. Mình học Phật mình phải có trí tuệ, mình có lòng tin, phải chánh tín. Thí dụ như mình thấy một người nào đó, mình ban đầu mình thấy được, nhưng sau này mình thấy họ tùy tiện tầm bậy quá, không lo tu hành, không có tâm hứa đạo, tiền bạc vật chất tham lam nặng nề, giữ gìn tiền bạc ta cúng dường cho cắt dấu, mua của cải ngoài đời, mua đất đai, mua nhà kinh doanh. Mình nhìn từ góc độ này thôi là mình rút binh liền. Tại vì sao? Vì người này không được rồi. Mình là người tu chỉ có cái việc trong ngôi Tam Bảo, chứ không có chuyện kinh doanh xã hội được. Mua đất đai, bất động sản này kia là thua rồi. Người này đâu còn cái tâm tu giải thoát đâu quý vị. Mình đã biết được điều đó là mình rút binh liền. Ai mà mù quáng chi. Mình tiếp nhận đạo, mình nắm cái đạo để mình áp dụng trong cuộc đời mình. Nó mới là trí tuệ. Chứ nếu như mà mình lao theo, mình mám theo, mình mê muội, vậy là mình thua. Học đạo gì càng học càng phiền não.
Nhớ Phật tử về chùa mình vì sao vui? Những đức có bao giờ gần gũi với quý vị đi chơi chung hoặc là cái này kia đến nhà quý vị không? Từ đó tới giờ những đức không bao giờ đi đến nhà một Phật tử nào. Chương trình này chương trình kia gì? Không có. Vì sao? Mình hướng dẫn người ta. Như vậy thì nó rất là bình đẳng. Người ta về chùa mình nhiệt tình hướng dẫn ta tu, đem cái pháp về nhà tu. Đi đâu? Những đức không có bao giờ mà nó đi đặt để với Phật tử cái chuyện mà là câu mồi hoặc là câu Phật tử để mà là Phật tử của mình giàu nè, nhà giàu nè, đi làm quen thân thiệt thân để có gì hộ trì mình. Không có đấy vậy. Những đức nhiệt tình, những đức hướng dẫn người làm thiện gì, những đức nêu lên cái việc đó phù hợp Phật Bồ Tát gia hộ, có người đến cúng. Cứ như vậy mà làm đỡ tác dụng phụ đối với nhân sinh con người. Còn việc thiện mình nêu lên gì, ai làm là người ta tự phát tâm. Nhưng cái gì làm nhiều tiền phải báo cho người trên biết, để sự việc người ta biết điều tiết. Đó mới là người kính thầy kính đạo. Nhớ nghe quý vị, đây là những đức nhắc nhở tất cả hàng Phật tử đó. Đừng có giỏi vàng tin người trong cái cuộc đời này. Cái gì mà đụng tới tiền bạc hỏi han hoặc là xin xỏ, trực diện quen thắng mà hỏi tiền bạc là suy nghĩ. Tại mình còn cái gia đình của mình. Nếu không khéo gia đình mình mất tính tâm bào pháp làm sao? Nó đi về chùa làm sao tự nhiên xin tiền bạc nhiều quá này kia được. Còn người ta suy nghĩ thì sao? Hiểu không? Còn bạn bè thắng mà nói hào hỏi tiền bạc, mình làm vợ làm chồng gì, cái này con vợ con chồng tôi không có tùy tiện đưa được, thôi đưa tôi thời gian tôi trả lại cho. Không. Cái tình bạn là tình bạn, tiền bạc là tiền bạc đó đấy. Tôi còn gia đình tôi đâu có dám. Lỡ có đổ bể cái chuyện gì tôi gánh làm sao? Trong cuộc đời này tin ai nổi quý vị? Nói chuyện thì ngon ai cũng nói được, nhưng làm là một điều khác. Nên quý vị biết rằng phải hiểu, một ông thầy nói chuyện ngon ngọt là một việc, còn ông tu hành là một việc khác nữa. Nói được mà làm có được hay không là một việc khác nữa quý vị. Quý vị cũng đừng có đòi hỏi nó triệt để, nhưng mà nó chỉ cần 60-70%, đó cũng là một điều mình cũng mừng lắm rồi. Cũng gặp được một người tu vậy cũng được lắm rồi quý vị. Hiểu chưa? Nhưng đòi hỏi mà trọn vẹn hết thì cũng không được. Nó đâu tìm ra. Đó nên Phật tử nghe những đức nhắc nhở điều này. Mình học Phật phải có trí tuệ. Niệm câu A với Đà Phật, A là Vô Di Đà, là lượng Phật là giác. Niệm có vật hiệu để giải quyết vấn đề khổ đau, chứ không phải là để niệm thành ra khổ đau. Niệm có vật hiệu để tin sâu nhân quả, biết rằng tin sâu nhân quả, nhưng đừng nên mù quáng. Nó đều có nhân có quả, nhưng quý vị phải được dạy và nhắc nhở. Để mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này có nhận thức. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người nghe đạo tu hành tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thay đổi. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.